Vâng, xin chào các bác. Em mới về được 4 cặp Boss 301 AV Monitor, dòng loa Boss có lực đánh cực kỳ uy lực. Và 4 cặp này nó đẹp ngất ngay các bác, thiếu mỗi thùng xốp thôi nha. Thì bác nào mình chuẩn bị nè, chuẩn bị hát tốt thì liên hệ liền cho em. Chỉ có 4 cặp trong đợt này mà 4 cặp nó đẹp, gọi đẹp khiếp đó các bác. Mấy cặp vừa rồi về nó còn em còn thấy đẹp, bây giờ 4 cặp này nó về còn đẹp hơn. Có nghĩa là nó đẹp rất là nhức nách luôn nha. Đấy, nhìn cái logo là các bác. Đấy. Hai cặp phía dưới là hai cặp Mexico, còn hai cặp phía trên là Canada, đều đồng giá với nhau nha các bác. Thì Canada thì nó sẽ ra đời cùng với những cặp 751 hai lỗ thâm hơi đó các bác. Thì những cặp Canada đời nó sẽ cao hơn nha, có nghĩa là đời nó sẽ cao. Và có nghĩa là ví dụ như thế này này, ví dụ như cặp Mexico nó sẽ ra đời 1995, còn Canada nó sẽ ra đời 1997, có nghĩa là Canada đời nó đời cao hơn. Còn như nhau hết nha các bác, chỉ là khác nhà máy thôi. Ở nhà máy nào thì nó sẽ dập ở nơi sản xuất ở đó, còn lại là y chang như nhau, về linh kiện y chang hết nha. Thì cũng như 701 là sản xuất ở Canada các bác. Nói chung nó ra đời ở thời kỳ 701 á, hai lỗ thông hơi đó. Giá thì em vẫn giao như các bác là 12.200.000 bao gồm phí ship nha. Đợt nào nó đẹp nhất nách như thế này thì em vẫn giao vậy chứ không có lên xuống các bác. Thì được là về được 4 cặp này. Về chiều nay luôn, mới khui xong mà lên sóng liền cho các bác. Nói chung là qua 4 cặp này nó quá đẹp nha. 4 bác nào mình chốt thì nhanh tay mình lấy về mình để dành Tết mình chơi, hay là nghi từ đây tới Tết luôn. Nó mới lắm nha, 4 cặp này nó mới keng á. AV Monitor sở hữu lực đánh lên tới là 150W trên một thùng, nên là cái thùng nó rất là dày các bác. Nó dày gấp đôi so với những cái cặp mà 301 Series 3 là 4.2 khác nha. Mới lắm, nhìn e căng thôi các bác. Nè, nhìn đét tình đẹp này. Chỉ có 4 cặp nha các bác, hai cặp Canada, hai cặp Mexico. Bác nào thích lấy hạt cặp nào cũng được, đồng giá như nhau 12.200 là em bao gồm phí ship rồi nha. Đấy, nó đẹp ngất ngay luôn. Bác nào mua tặng hay là mua sưu tầm gì cũng ngon lắm nha. Đó, thấy không? Nó nét, nó nẹt luôn. Đây này, đây là cặp hai cặp Canada này. Cặp Canada tem nó sẽ khác nha. Đây này. Cặp Mexico này các bác, tem Mexico là những cái đời đầu á, thành là kiểu như thế này, còn tem Mexico Canada nó sẽ như thế này, đó, nó mắt in Canada. Series cặp Canada này là cặp 990407 nha, 990407, hai cặp xem hai cặp Canada trước nha các bác, đây xem đây, đẹp. Tem keng luôn. Và Mexico này các bác, Mexico là một cặp này, cặp là 94241 này. 94241 này. Đấy. Mexico. Nó gọi là US đấy các bác. Này các bác. Cover by US này. Anh em thường gọi là Mexico. Còn cặp tiếp theo là cặp M hơn này, 949723. 49723, cái tên nó bằng giấy nên nó mờ theo thời gian các bác. Đấy, hai cặp Mexico, còn hai cặp Canada. Rồi tháo hai căng để các bác cùng ngắm nha. Thì nó hơi chặt các bác, nhưng mà cơ bản 4 cặp nó đẹp lắm, bác mình chốt lấy cặp nào cũng được. Đồng giá với nhau và đồ đẹp như nhau. Rơi thùng xốp mà các bác. AV Monitor. Có được thì về được có 1 cặp, có được thì về được 2 cặp, đợt này về được 4 cặp mà đẹp nha. Cũng có được lâu lắm rồi em về lần là 6 cặp. Vừa rồi là về được có một cặp thôi. Đấy, thấy lý lý tại vì hàng em dặn là hàng tuyển các bác. Thì được về được 4 cặp mà đẹp như hậu luôn nha. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Em để cái số điện thoại lên. Cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 1 triệu trở lên nha. Em ship hàng. Chọn Mexico hay là chọn Canada gì cũng đồng giá. Chất lượng y như nhau nhưng mà Canada đời nó sẽ cao hơn nha. Và tiếp theo nếu chuyển khoản đủ em sẽ bớt 200 rồi còn 12 triệu chẵn là chuyển khoản đủ nha. Còn cọc tiền thì cọc giúp em khoảng 1 triệu trở lên. Em đóng hàng và gửi hàng tận nơi tất cả các bác nha. Lo là tất cả các bác yên tâm về độ zin, độ đẹp và cũng như là cái sản phẩm nó chắc là từ nước ngoài về, nó chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác là người sử dụng đầu tiên cái sản phẩm này, mình thấy nó sướng người đúng không? Thử mở từng. Đấy. Mở keng các bác. Đặc biệt các bác biết sao dòng này không? Nó công suất lớn và nó được trang bị thùng đồ rất là dày và khóa của những cái e-can nó cũng rất là chắc chắn, cứng. Tại vì nó hoạt động cường độ lớn, nó gấp đôi công suất so với cái Series 3 mà. Nên là các bác hát con này á,
ba lên một AV này, các bác đánh đẩy cũng được này, và hát to cỡ nào cũng sao không sợ hết trơn nha, tại vì nó chịu đòn mạnh lắm, 150W mà lực chịu đòn ghê lắm, hát vô tư không ngán ngẩm gì đâu, là thoải mái nha. Dòng này là hát phi vô luôn. Rồi để em dừng tí em mở cái hết để các bác cùng xem nha. Vâng, đây các bác cùng xem vẻ đẹp của bốn cặp này các bác. Tất cả là trép vàng đấy nha các bác, trép vàng hết. Đúng cặp là tiếng lo nó sẽ đều nhau nha các bác. Đặc trưng này, đây là cặp hai cặp phía trên là hai cặp Kara nha các bác. Y chang nhau hết. Gân là gân zin nha. Đây, đúng cặp là tiếng lo đều nhau. Đây có các có một cái hai cặp này có viền bát đẹp không các bác? Đấy, có viền bát này. Đó, có viền nấm bát này. Đấy. Có nhiều cò cặp này viền dày này các bác, có nhiều cặp nó viền sơ sơ ở đây thôi nha. Cặp này viền dày rất là đẹp, độc nữa này. Đấy, có thấy viền viền 1, viền 2 này đấy. Đúng cặp, chép vàng hết, bốn cặp này là chép vàng hết nha. Đấy. Có đẹp mỹ mãn cuộc tình luôn ấy. Bốn cặp cho bốn bác nào mình nhanh tay chốt nha. Nè. Nguyên riêng từ quê đến về luôn này các bác thấy không? Đấy, từ ốc ác lo chép chu chà. Nó vàng là cái này nó cũng vàng luôn. Đã nhờ các bác. Bốn cặp của nó là các bác sưu tầm là nhanh tay nha. Bốn cặp đẹp lắm luôn. Rồi tiếp theo. Cặp tiếp theo là cặp phía là cặp Mexico này đấy, hai bát này, nguyên riêng này. Chắc chưa? Nó chùm chép vàng. Nhiều bác đi tìm bỏ tiền ra 400-500 để mua những cặp chép vàng này các bác. Tại vì nó hiếm. Vậy là nó đẹp. Cái cặp chấp đen chấp xanh là bình thường các bác ơi. Đấy, nhìn chưa ốc này. Đấy. Chuột ha. Từ những cái bảo vệ từ này, chuột nó mới này các bác. Đấy. Chuột. Ốc này các bác. Tiếp theo. Hay tiếp theo, tập tiếp theo. Hay. Phát nè. Chép nè các bác. Lên keng luôn nha. Vũ rô luôn nha. Mực keng. Chốt tập nào cũng được nha các bác. Đều đẹp như nhau nha. Đấy, chụp nhìn ốc này các bác. Tiếng loa. Nói chung là đẹp mỹ mãn luôn. Quay các bác cùng ngắm thôi. À, cái này chưa khui nha. Đây cặp Mexico đây. Đây phê cho các bác. Đây, cặp cuối cùng. Đúng cặp là nó đúng trùng tiếng loa. Cặp nạp cũng trùng seri hết nha các bác. Toàn hàng đẹp không à. Tiếng loa đẹp ngất ngay luôn. Bác nào mình chốt thì cứ alo cho em Chí nha. Cảnh vắt này. Nói chung là đạt hết tiêu chí mà đem em đưa ra để đưa sản phẩm về phục vụ cho các bác nha. Bốn cặp này nó gọi là hoa hậu nha các bác. Hoa hậu không phải đơn thuần bình thường đâu. $12.200.000 bao gồm phí ship. Bác nào mình cọc tiền cọc giúp em khoảng 1.500.000 trở lên. Còn chiến khoản đủ thì em sẽ tính 12 triệu nha. Loa chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Độ đẹp, độ nét đạt tiêu chí rất cao quá. Và cặp bốn cặp này nó không phải là mình hoặc là thiếu mũi thùng xốp. Đẹp, đẹp và đẹp nét. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha, 0978338142 hay là 0965777027 nha. Bốn cặp lo hoa hậu 331 AV monitor 150W trong một thùng, các bác hát hò thoải mái luôn các bác. Nghe nhạc hát karaoke cực kỳ lộ uy lực. Đánh với những con đẩy rồi vô tư luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.